mà không thuộc biển báo giao thông thì điều gì xảy ra?
thưa ban giám khảo, thưa ban khảo thi, phần thi của chúng em đến đây đã kết thúc. Em xin kính chúc sức khỏe ban giám khảo, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh. Chúc buổi thi thành công.